Chào mừng các bạn đến với kênh Hằng Lê HG 85. Các bạn thân mến, khổ qua hay còn có tên gọi khác là mướp đắng, không đơn thuần là một loại thực phẩm thông thường mà còn có nhiều đặc tính dược lý. Với vị đắng, tính lạnh, công dụng thanh nhiệt, giải độc, khổ qua được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường, bệnh viêm họng, cảm cúm, nóng trong người, bệnh sỏi thận và nhiều căn bệnh khác. Cây khổ qua là dạng dây leo, phân nhánh có tu cuốn, thân có góc cạnh, chiều dài có thể lên đến 10 mét. Lá đơn mỏng, phiến lá gồm 5 đến 7 thùy hình trứng, mép có răng cưa, có lông ngắn trên gân lá, có chiều dài từ khoảng từ 5 đến 10 cm, lá mọc so le. Hoa có màu vàng, có cuốn dài, đường kính khoảng 2 cm, mọc đơn độc ở kẽ lá. Quả dài khoảng từ 8 đến 15 cm, hình trứng thuôn dài, mặt ngoài hơi sần sùi. Quả chưa chín có màu xanh và chuyển sang màu vàng hồng khi chín. Về thành phần hóa học từ trái khổ qua. Trái khổ qua có chứa các thành phần hóa học chính bao gồm saponin, flavonoid, các hợp chất phenol. Ngoài ra, quả khổ qua còn có một số thành phần hóa học khác ít hơn như axit amin, chất béo, các khoáng chất. Các bộ phận dùng để làm thuốc bao gồm lá, rễ, quả, hạt của cây khổ qua đều được sử dụng nhiều trong việc điều trị bệnh. Khổ qua, mướp đắng thường được sử dụng phổ biến với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khổ qua tuy có vị đắng nhất trong các loại rau củ quả nhưng loại thực phẩm này rất hữu ích. Và trong bữa ăn hàng ngày, khổ qua có thể được chế biến dưới nhiều hình thức như xào, nấu canh hay phối hợp với các loại thực phẩm khác để làm dịu đi vị đắng vốn có của khổ qua. Và với việc chứa nhiều thành phần hóa học rất hữu ích, khổ qua có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Sau đây là một số công dụng tác dụng của khổ qua. Có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu. Hiện nay, bệnh tiểu đường là một căn bệnh khá phổ biến. Những biến chứng của bệnh tiểu đường gây ra vô cùng nặng nề và khó chịu. Người bệnh tiểu đường được khuyên nên ăn khổ qua thường xuyên do khổ qua có chứa thành phần các chất giống insulin có tác dụng hạ đường huyết. Tuy nhiên, nếu đang sử dụng bất cứ loại thuốc nào ảnh hưởng tới lượng đường trong máu, ta nên thận trọng về việc muốn sử dụng khổ qua. Điều này là để tránh trường hợp làm giảm lượng đường trong máu quá mức. Có tác dụng kháng khuẩn. Khổ qua, mướp đắng có chứa hàm lượng vitamin cao, đặc biệt là vitamin C, giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch. Do đó, sử dụng khổ qua thường xuyên sẽ giúp cơ thể chống lại một số bệnh nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn hoặc nấm. Khổ qua giàu chất chống oxy hóa. Nhờ có hàm lượng vitamin C cao, giàu chất xơ và các chất chống oxy hóa tự nhiên, nên trái khổ qua được xem là một lựa chọn tối ưu để làm đẹp, đặc biệt là chị em phụ nữ. Đắp mặt nạ khổ qua giúp ngăn ngừa mụn, làm sáng da và kích thích quá trình sản sinh collagen ở da, từ đó giúp da căng bóng, khỏe mạnh và đàn hồi tốt. Có tác dụng giảm mức cholesterol. Nồng độ cholesterol máu tăng cao là yếu tố nguy cơ gây ra nhiều bệnh lý, đặc biệt là xơ vữa mạch máu. Và chiết xuất từ trái khổ qua có tác dụng giảm đáng kể mức cholesterol toàn phần. Chính vì vậy, ta nên thường xuyên ăn khổ qua giúp giảm nguy cơ bệnh lý về tim mạch, từ đó cải thiện mức sống và tuổi thọ. Có tác dụng hỗ trợ chống ung thư. Các bạn thân mến, một nghiên cứu của các tác giả người Đài Loan cho thấy chiết xuất từ trái khổ qua mang lại hiệu quả trong việc ức chế và tiêu diệt tế bào ung thư tại dạ dày, trực tràng, phổi và vòm họng. Bên cạnh đó, do có chứa nhiều protein và lượng vitamin C dồi dào trong khổ qua sẽ giúp người bệnh nâng cao hệ miễn dịch và chống lại các yếu tố bệnh tật. Có tác dụng hỗ trợ giảm cân. Khổ qua có hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, giúp ta no lâu và cắt giảm lượng lớn calo nạp vào cơ thể, từ đó thúc đẩy quá trình giảm cân hiệu quả. Vì vậy, khổ qua là một thực phẩm tuyệt vời cho những người ăn kiêng.
có tác dụng hỗ trợ thanh lọc máu. Trái khổ qua có chứa thành phần đề kháng vi khuẩn và chống oxy hóa, giúp đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể, mang lại hiệu quả lọc máu rất tốt. Nhờ vào tác dụng này mà khổ qua thường được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh lý da liễu như bệnh chàm, bệnh vẩy nến, giúp cải thiện làn da sáng hồng và khỏe mạnh. Có tác dụng tăng cường thị lực. Khổ qua là thực phẩm giàu vitamin A và beta carotene, giúp cải thiện và tăng cường thị lực, giảm các bệnh nhiễm trùng bề mắt. Đặc biệt, khổ qua được xem là thần dược sử dụng để làm chậm diễn tiến và hỗ trợ điều trị bệnh nhân bị đục thủy tinh thể. Có tác dụng giảm tình trạng táo bón. Trong thành phần của khổ qua có chứa nhiều chất xơ giúp kích thích nhuận tràng. Do vậy, việc tiêu thụ loại thực phẩm này có thể giúp cơ thể dễ dàng đi đại tiện hơn, giảm thiểu tình trạng táo bón. Có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh sỏi thận. Mướp đắng, khổ qua có khả năng phá vỡ viên sỏi và giúp cơ thể đào thải qua đường nước tiểu. Bởi khổ qua có tác dụng làm giảm nồng độ axit trong nước tiểu, giảm đau do sỏi thận. Ta có thể uống một ly trà khổ qua không đường mỗi ngày để đem lại hiệu quả như mong muốn. Có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Mướp đắng, khổ qua rất giàu chất chống oxy hóa, rất hữu ích trong việc đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, do chứa thành phần là vị đắng đặc thù nên mướp đắng có tác dụng ức chế quá trình hưng phấn của trung tâm điều nhiệt trong cơ thể, giúp giải nhiệt. Chính vì vậy, chúng rất tốt cho gan mật và làm mát máu. Có tác dụng giúp tăng cường sức khỏe cho gan. Khổ qua, mướp đắng đã được sử dụng trong các bài thuốc bổ gan với công dụng cải thiện các tình trạng xơ gan, viêm gan, táo bón. Bên cạnh giúp tăng cường sức khỏe cho gan, khổ qua còn có thể làm giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích. Có tác dụng cung cấp vitamin K. Vitamin K góp phần vào sự phát triển sức khỏe của xương, quá trình đông máu, là một chất có tác dụng chống viêm. Vì vậy, việc bổ sung vitamin K cho cơ thể là rất quan trọng. Và trái khổ qua là một loại quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất, trong đó có vitamin K, nên khổ qua cũng là một nguồn tự nhiên giúp bổ sung vitamin K cho cơ thể. Các bạn thân mến, tuy khổ qua là một loại thực phẩm tốt mang lại nhiều tác dụng hữu ích, nhưng cần lưu ý khi sử dụng ở một số nhóm đối tượng đặc biệt như sau. Nhóm thứ nhất đó là phụ nữ mang thai và cho con bú. Khi ăn nhiều khổ qua có nguy cơ làm kích thích và tăng co bóp tử cung, từ đó sẽ dẫn đến sinh non. Nhóm thứ hai đối với người bệnh tiểu đường. Tuy bệnh tiểu đường làm tăng nồng độ đường huyết, nhưng họ lại thường là đối tượng dễ bị hạ đường huyết. Do đó ăn quá nhiều khổ qua có thể gây hạ đường huyết nghiêm trọng, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Thứ ba, đối với người bệnh đường tiêu hóa. Khổ qua không phù hợp ở những người có cơ địa đặc biệt nhạy cảm ở đường tiêu hóa. Ăn nhiều khổ qua có thể khiến họ bị tiêu chảy hoặc làm nặng nề thêm tình trạng bệnh lý ở đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, để sử dụng trái khổ qua một cách an toàn, hiệu quả và tránh được những tác dụng phụ không mong muốn, ta cần lưu ý một số điều như sau. Nên tiêu thụ với một lượng vừa phải, không nên lạm dụng. Không kết hợp sử dụng khổ qua với tôm hoặc ăn cùng lúc với sườn heo hay măng cụt. Tránh uống trà xanh sau khi ăn khổ qua vì có thể gây ra ảnh hưởng đến dạ dày. Không nên ăn khổ qua khi bụng đói. Trên đây là một số thông tin mang tính chất tham khảo về những công dụng, tác dụng của trái khổ qua hay còn gọi là mướp đắng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.